Có anh em định giá là hơn 10 tỷ đúng không chú? Nhưng mà chú không bán đúng không? 12 tỷ. À 12 tỷ à? Chú thôi à? Cháu là chú ấy. Vâng. Dạ vâng, thì cháu ở bên dưới cũng làm nghề đồ gỗ ấy. Thì cháu xem cái cây hoàng đàn tuyết này của chú là cây to nhất Việt Nam ấy. Thì hôm nay cho cháu xin phép là cháu quay qua một đoạn video chú nhá. Vâng. Dạ vâng. Thì chú ơi, cái cây này là chú... Cây này ở đây là chú trồng được ở đây là bao nhiêu năm rồi chú nhỉ? Hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm à? Thế cây này là cái nguồn nguồn gốc là giống là từ từ đâu chú nhỉ? Từ trên rừng về. À, chú đánh từ trên rừng về đây xong rồi trồng ở đây luôn. Vâng. À, 30 năm. Ừ. Cây này thì cháu thấy là nó rất là to, cái vanh này này. Cái vanh này thì cái vanh này là được bao nhiêu chú Ừ. Như cái Dưới vanh này dưới này 150. 150. Ừ. Còn bên trên này bắt đầu nhỏ dần đi chú nhỉ? Vâng. Mà cây này nó rất là đẹp đấy, cháu thấy là thẳng tắp từ bên dưới này lên này. Vâng. Thì những cái đoạn này này là những cái đoạn mà cắt đi hả chú? Cái này cái cành nó chết thì mình tỉa đi thôi. Mình tỉa cành này, cành chết đi. Ừ. Cái đoạn này cháu thấy là nó có vẫn còn rất là nhiều dầu, đoạn này chắc là chú mới cắt đúng không? Vâng. Thì cháu ngửi thấy cái mùi hương thơm của nó rất là ngọt ngọt ngào như kiểu là như kiểu hàng rễ ấy. Vâng Thì vâng. đây đây là hoàng đàn đỏ chú. Vâng. Thì cây này cháu thấy là có anh em định giá là hơn 10 tỷ đúng không chú? Nhưng mà chú không bán đúng không? 12 tỷ. À 12 tỷ à? Thì cái cây này là ví dụ ngoài cái giá trị về gỗ thì còn cái giá trị gì khác không chú? Cái này chủ yếu là đội đó là độc tượng, À để đục còn tượng. ép dầu lấy dầu Ép lấy dầu. không làm hương. Vâng. Cháu thấy là anh em cũng chia sẻ là những cái cây này là cây giống mẹ quả những cái cây con đúng không chú? Vâng. Thì như như kiểu là những cái quả này là sau khi nó rụng xuống thì bắt đầu mình lấy giống này để mình trồng lên Trồng cây cái chú. sau này nó phải nứt ra, À nó nứt ra. rồi nứt ra thì mới Đây những cái quả này nó nứt ra. cái này giống như nó phải 2 năm nó mới thành một lần. 2 năm mới được một một đợt hả chú? Vâng. Đây nó nứt ra thì trong này nó có Hạt nó đây cái hạt này thì bắt đầu mình đi mình trồng dưới đất hả chú? mình ươm Ươm thì như ươm thì khoảng tầm được bao nhiêu lâu thì bắt đầu nó mới lên được một cây đúng không? tầm 20 ngày nó mới nảy mầm. 20 ngày là nảy mầm. Xong khoảng bao nhiêu lâu thì thành một cây con đúng Tầm 1 năm thì nó một năm thì nó cao được khoảng tầm 20 phân. là cây đấy nó bắt đầu chú mang đi chú bán đúng không ạ? Vâng. À thế là cái cây này trả 12 tỷ không bán là vì cái hạt giống này mỗi năm là đem lại cái thu nhập cho mình chắc là cũng nhiều đúng không chú? Vâng. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú nhé. Vâng.